Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn Toán lớp 6 sách cánh diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn Toán lớp 6 sách cánh diều. Bài 5 trang 24-25. Trong video hôm nay, chúng ta sang phần bài tập. Các em có thể xem lại toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 6 sách cánh diều được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Đối với mỗi bài tập thì các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi đấy nhé. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi đầu tiên các em làm bài tập số 1. Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa. Em nào mà chưa nắm được lý thuyết của bài này thì các em sẽ xem lại video trước nha. Câu E. Năm nhân năm. Bây giờ các em viết dưới dạng lũy thừa. Thì ở đây thừa số là 5. Như vậy các em sẽ viết tích này dưới dạng lũy thừa có cơ số là 5. Tích này có 1, 2, 3, 4. 4 thừa số 5. Như vậy số mũ là 4. Các em đọc là 5 mũ 4 hoặc là 5 lũy thừa 4 hoặc là lũy thừa bậc 4 của 5. Rồi tiếp theo các em sang câu B. Ở đây chúng ta có thừa số là 9. Thừa số là 9. Như vậy cơ số là 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thừa số 9. Tích này có 7 thừa số. Như vậy số mũ là 7. Các em đọc là 9 mũ 7 hay là 9 lũy thừa 7 hoặc là lũy thừa bậc 7 của 9. Câu C. Câu C ở đây là thừa số là 7 thì cơ số là 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thừa số giống nhau. 5 thừa số 7. Như vậy số mũ là 5. 7 mũ 5. 7 lũy thừa 5. Hay là lũy thừa bậc 5 của 7. Rồi tiếp theo các em sang câu D. Ở đây chúng ta có thừa số là A. Như vậy cơ số là A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 thừa số A. Như vậy số mũ là 8. Các em đọc là A mũ 8 hay là A lũy thừa 8 hoặc là lũy thừa bậc 8 của A. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau. Đầu tiên là 2 mũ 5. Như vậy cơ số là 2, số mũ là 5. Cơ số là 2, số mũ là 5. Rồi bây giờ các em tính lũy thừa này. 2 mũ 5 thì các em viết dưới dạng tích là có 5 thừa số 2, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 thừa số 2. 2 x 2 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. 8 x 2 bằng 16. 16 x 2 bằng 32. Rồi như vậy là 2 mũ 5 thì bằng 32. Tiếp theo là 5 mũ 2. Cơ số là 5, số mũ là 2. Và 2 mũ 5 thì các em viết dưới dạng tích là 2 thừa số 5, đúng không? 2 thừa số 5. Ở đây có 2 thừa số 5. Tức là 5 x 5 bằng 25. Tiếp theo là 9 mũ 2. Cơ số là 9.
số mũ là 2. Cơ số là 9, số mũ là 2. Và 9 mũ 2 thì các em viết dưới dạng tích là có 2 thừa số 9. Mũ 2 như vậy là có 2 thừa số 9. Tức là 9 nhân 9. 9 nhân 9 thì bằng 81. Rồi tiếp theo là 1 mũ 10. Cơ số là 1, số mũ là 10. 1 mũ 10 thì các em viết dưới dạng tích là có 10 thừa số 1. 10 thừa số 1 nhân với nhau thì kết quả vẫn là 1, đúng không? 1 mũ 10 bằng 1. 1 mũ 100 thì vẫn là 1. Bao nhiêu thừa số 1 nhân với nhau thì kết quả vẫn là 1. 10 mũ 1. 10 mũ 1. Cơ số là 10, số mũ là 1 và 10 mũ 1 tức là chỉ có một thừa số 10 thôi. Như vậy là bằng 10. Ở đây các em lưu ý kiến thức các em đã học từ bài trước là A mũ 1 thì bằng A, đúng không? 10 mũ 1 thì bằng 10. Thêm lưu ý nữa là A mũ 0 thì bằng 1. A mũ 0 bằng 1. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước. Câu A là 81 và các em viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 3. Tức là các em có thể hiểu là 81 thì bằng 3 mũ mấy, đơn giản vậy thôi. Các em sẽ phân tích xem là 81 bằng 3 mũ mấy. Cơ số là 3 thì các em sẽ lấy 81 chia cho 3. Cách làm nha. Các em lấy 81 chia cho 3. Cơ số là 3 thì các em lấy 81 chia 3. 81 chia 3 thì bằng bao nhiêu? Bằng 27, đúng không? 27. 27 chia 3 thì bằng 9. 9 chia cho 3 thì bằng 3. 3 chia cho 3 thì bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta có 1 2 3 4. 4 thừa số 3. 4 thừa số 3. Như vậy cơ số là 3 và số mũ là 4. Rất đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo các em sang câu B. 81 các em viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 9. Cơ số là 9 thì các em sẽ lấy 81 chia 9 bằng 9. Rồi sau đó lấy 9 chia 9 thì bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta có 2 thừa số 9. 2 thừa số 9. Do đó các em viết cơ số là 9 và số mũ là 2. Rồi câu C. Tiếp theo các em sang câu C. 64. Các em viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 2. Tức là 64 bằng 2 mũ mấy đấy. Bằng cách làm tương tự thì các em lấy 64 chia cho cơ số. 64 chia cho 2 thì bằng 30, 32. 32 chia tiếp cho 2. Các em chia cho đến khi nào bằng 1 thì thôi. 32 chia 2 thì bằng 16. 16 chia 2 thì bằng 8. 8 chia cho 2 thì bằng 4. 4 chia cho 2 thì bằng 2. 2 chia cho 2 thì bằng 1. Rồi như vậy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có 6 thừa số 2. Tức là các em có thể viết cơ số là 2 và số mũ là 6. 6 thừa số thì số mũ là 6. Như vậy là 64 bằng 2 mũ 6. Tiếp theo các em sang câu D. 100 triệu cơ số là 10. Tức là 100 triệu thì các em có thể viết bằng 10 mũ mấy. 100 triệu bằng 10 mũ mấy.
Ở đây các em nhớ lại kiến thức của bài trước, có cái phần lưu ý. Với n là số tự nhiên khác không, tức là n các em lấy từ 1 trở đi, ta có 10 mũ n bằng số 1 đứng đằng trước và đằng sau là có n chữ số 0, đúng không? Ở đây chúng ta nhận thấy số 100 triệu thì đằng sau số 1 có 8 chữ số 0. Như vậy các em chỉ cần viết là bằng 10 mũ 8. Rất là dễ. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Câu E, 3 mũ 4 nhân 3 mũ 5. Tức là các em viết kết quả của phép tính nhân này dưới dạng một lũy thừa, không cần các em phải tính ra. Ở bài trước thì các em đã học là A mũ M nhân A mũ N, phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số, thì cơ số giữ nguyên, các em lấy số mũ các em cộng với nhau, tức là bằng A mũ M cộng N. Ở đây chúng ta có phép nhân giữa hai lũy thừa cùng cơ số là 3, thì cơ số 3 là các em giữ nguyên này, các em lấy số mũ cộng với nhau, 4 cộng 5 là số mũ. Được chưa? Rồi, 4 cộng 5 thì tất nhiên là bằng 9 rồi. Ta có 3 mũ 9. 3 mũ 9 và các em để nguyên dưới dạng lũy thừa này thôi, không yêu cầu các em phải tính ra là 3 mũ 9 bằng bao nhiêu cả. Rồi, tiếp theo là 16 nhân 2 mũ 9. Các em viết kết quả của phép tính này dưới dạng một lũy thừa. Dưới dạng một lũy thừa mà ở đây chúng ta có lũy thừa là 2 mũ 9 rồi. 2 mũ 9 rồi. Như vậy chắc chắn là 16 này thì các em sẽ viết nó bằng 2 mũ mấy. Sau đó là các em thực hiện phép nhân. Được chưa? 16 viết dưới dạng lũy thừa có cơ số là 2 thì các em phải chia cho 2. 16 chia 2 thì bằng 8. 8 chia 2 thì bằng 4. 4 chia 2 thì bằng 2. Và 2 chia 2 thì bằng 1. Rồi, như vậy là 16 bằng 2 mũ 4. 2 mũ 4. Ở đây có 4 thừa số 2. Như vậy số mũ là 4. Sau đó các em nhân với 2 mũ 9. Rồi, phép nhân giữa hai lũy thừa cùng cơ số là 2 thì cơ số 2 các em giữ nguyên, số mũ các em cộng với nhau, 4 cộng 9. 4 cộng 9 bằng 13. Như vậy là bằng 2 mũ 13. Tiếp theo là 16 nhân 32. 16 nhân 32, các em viết kết quả của phép tính này dưới dạng lũy thừa có cơ số là mấy, số mũ là bao nhiêu. Rồi các em dựa vào phép tính trên, 16 chúng ta vừa phân tích là bằng 2 mũ mấy? 16 vừa phân tích bằng 2 mũ 4 đúng không? Có 4 thừa số 2 này. Như vậy là 16 bằng 2 mũ 4. Ở đây 32, các em có thể phân tích như trên. Các em lấy 32, các em chia cho 2. Các em chia đến khi nào kết quả bằng 1 thì thôi. Nhưng ở đây các em có thể dựa vào việc phân tích số 16. Các em biết là 32 thì bằng 16 nhân 2. 16 là có 4 thừa số 2 rồi. Bây giờ nhân thêm 2, tức là chúng ta có thêm 1 thừa số 2 nữa, là 5 thừa số 2. 16 có 4 thừa số 2. Như vậy 32 sẽ có 5 thừa số 2. Các em viết 32 bằng 2 mũ 5. Rồi, cơ số 2 giữ nguyên, số mũ là 4 cộng 5. 4 cộng 5 thì bằng 9, 2 mũ 9. Tiếp theo em sang câu B. 12 mũ 8 chia cho 12. Thì số 12 này các em có thể viết thành 12 mũ 1 nha. 12 bằng 12 mũ 1. Và các em dựa vào kiến thức của bài trước,
chia hai lũy thừa cùng cơ số. Nhưng lưu ý là khi chia thì là cơ số bắt buộc phải khác không, và hai số mũ ở đây là m phải lớn hơn và ít nhất là bằng n. A mũ m chia A mũ n thì cơ số giữ nguyên, số mũ các em tìm hiệu của chúng, lấy m trừ đi n. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì các em cộng số mũ, còn chia hai lũy thừa cùng cơ số thì các em trừ số mũ. Ở đây các em ghi nhớ cho thầy giáo nha. Rồi trước hết là 12. Các em viết thành 12 mũ 1. Cơ số là 12 các em giữ nguyên. Số mũ là các em lấy 8 trừ 1. 8 trừ 1 thì bằng 7. Rồi 12 mũ 7. Tiếp theo là 243 chia cho 3 mũ 4. Ở đây có một lũy thừa rồi, cơ số là 3 rồi. Thì để đưa cái phép tính này về dạng chia hai lũy thừa cùng cơ số thì các em sẽ phân tích số 243 này ra lũy thừa có cơ số là 3. Tức là 243 thì các em phân tích cho nó bằng 3 mũ mấy. Rồi muốn biết là 3 mũ mấy thì các em lấy 243, các em chia cho cơ số là 3. 243 chia cho 3 thì bằng mấy? 24 chia 3 bằng 8, 3 chia 3 bằng 1, 81. 81 chia 3 bằng 27, 27 chia 3 bằng 9, 9 chia 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 1. Rồi như vậy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. 5 thừa số 3, các em viết là 3 mũ 5. Sau đó các em chia cho 3 mũ 4. Đến đây thì cơ số là 3, số mũ lấy 5 trừ 4. 5 trừ 4 bằng 1. Như vậy là bằng 3 mũ, 3 mũ 1. Người ta yêu cầu các em để dưới dạng một lũy thừa. Như vậy là các em không cần viết là 3 mũ 1 bằng 3, mà các em cứ để là 3 mũ 1 thôi. Rồi tiếp theo là 10 mũ 9 chia cho 10.000. 10 mũ 9 chia cho 10.000. Ở đây số 10.000 đằng sau số 1 có 4 chữ số 0. 4 chữ số 0 thì các em viết sẽ viết thành là 10 mũ 4. Đúng không? Cơ số là 10, số mũ chính là số chữ số 0. Có 4 chữ số 0 thì số mũ là 4. Cơ số là 10, số mũ là 9 trừ 4. 9 trừ đi 4 thì bằng 5, tức là bằng 10 mũ 5. Rồi tiếp theo, mời các em sang câu C. 4 nhân 8 mũ 6 nhân 2 nhân 8 mũ 3. Ở đây các em nhận thấy 4 x 2 thì bằng 8, mà 8 thì bằng 8 mũ 1. Như vậy trước hết các em áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Các em sẽ đổi vị trí của 8 mũ 6 và 2 cho nhau. Được chưa? 8 mũ 6 và 2 các em đổi vị trí cho nhau. Lúc này các em lấy 4 x 2 bằng 8. 8 mũ 6 x 8 mũ 3 thì bằng 8, số mũ là 6 cộng 3. 8 các em viết thành 8 mũ 1. Chỗ này là 8 mũ 9, 6 cộng 3 bằng 9. Đến đây thì các em lại thực hiện tiếp phép nhân giữa hai lũy thừa cùng cơ số 8. Cơ số giữ nguyên, số mũ là 1 cộng 9. 1 cộng 9 thì bằng 10. Như vậy là bằng 8 mũ 10. Rồi sang phép tính thứ hai. Các em nhận thấy là 2 x 6 bằng 12. Như vậy là giống phép tính trước. Ở đây các em sẽ đổi vị trí của hai thừa số là 2 và 12 mũ 3 cho nhau. Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Sau đó các em với nhân với 6.
Rồi. Đến đây thì các em có thể làm theo phép tính trước, hoặc là chúng ta có thể làm như sau. 12 mũ 2 nhân 12 mũ 3. Chỗ này là 2 nhân 6 bằng 12. 12 mũ 2 nhân 12 mũ 3. 12 các em viết thành 12 mũ 1. Nhân 3 lũy thừa cùng cơ số, hay là nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, thì cách làm giống nhau. Cơ số giữ nguyên. Số mũ các em tính tổng. 2 cộng 3 cộng 1 bằng bao nhiêu? 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 1 bằng 6, bằng 12 mũ 6. Hoặc là các em làm theo cách đầu tiên cũng được. Tiếp theo em sang phép tính cuối cùng của câu C. Ở đây các em nhận thấy 2 nhân 3 bằng 6. Như vậy là các em cũng đổi vị trí của hai thừa số 2 và 6 mũ 4 cho nhau. 6 mũ 3 nhân 6 mũ 4. 2 nhân 3 bằng 6. 6 thì các em viết thành 6 mũ 1. Phép nhân giữa các lũy thừa cùng cơ số giữ nguyên cơ số là 6. Số mũ các em tính tổng. 3 cộng 4 cộng 1. 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. Tức là bằng 6 mũ 8. Tiếp theo các em sang bài tập số 5, so sánh. Câu A. So sánh 3 mũ 2 và 3 nhân 2 thì các em cứ tính ra thôi, tính ra kết quả. Sau đó các em so sánh. Ví dụ là 3 mũ 2 thì các em viết dưới dạng tích là có 2 thừa số 3. 2 thừa số 3. 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 2 thì bằng 6. Ta nhận xét này, vì 9 lớn hơn 6, cho nên 3 mũ 2 sẽ lớn hơn 3 nhân 2. Rồi bằng cách làm tương tự thì các em làm câu B. Đầu tiên là 2 mũ 3 này. 2 mũ 3. Thì các em viết dưới dạng tích là có 3 thừa số 2. Mũ 3 như vậy là 3 thừa số 2. 2 nhân 2 nhân 2 thì bằng 8. Rồi 3 mũ 2. Các em viết dưới dạng tích là có 2 thừa số 3. Mũ 2 như vậy có 2 thừa số 3. 3 nhân 3 thì bằng 9. Nhận xét là 8 bé hơn 9, cho nên 2 mũ 3 sẽ bé hơn 3 mũ 2. Rồi bây giờ mời các em sang câu C. 3 mũ 3 và 3 mũ 4. Trước hết các em tính 3 mũ 3. Các em viết dưới dạng tích là có 3 thừa số 3. 3 thừa số 3. 3 nhân 3 nhân 3 bằng 27. 3 mũ 4. Các em viết dưới dạng tích là có 4 thừa số 3. 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3 tiếp bằng 81. Nhận xét là 27 bé hơn 81, cho nên 3 mũ 3 sẽ bé hơn 3 mũ 4. Tức là khi so sánh hai lũy thừa cùng cơ số, và các em lưu ý là cơ số ở đây là phải là những số tự nhiên khác không nha. Nếu số mũ bé hơn thì lũy thừa sẽ bé hơn. Số mũ bằng thì lũy thừa bằng, đúng không? Nhưng phải lưu ý là cơ số là phải là số tự nhiên khác không, tức là cơ số phải thuộc n sao. Tiếp theo em sang bài tập số 6. Khối lượng của mặt trời khoảng là 1.988.550 nhân với 10 mũ 21 tấn. Khối lượng của trái đất khoảng 6 nhân 10 mũ 21 tấn. Khối lượng của mặt trời gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của trái đất?
Muốn so sánh khối lượng của mặt trời và khối lượng của trái đất thì các em lấy khối lượng của mặt trời chia cho khối lượng của trái đất. Rồi các em lấy khối lượng của mặt trời là 1.988.550 nhân với 10 mũ 21. Các em chia cho khối lượng của trái đất là 6 nhân 10 mũ 21. Ở đây các em thực hiện phép tính là chia một số cho một tích, thì các em sẽ lấy số đó chia cho một trong hai thừa số. Nếu chia hết được kết quả bao nhiêu, các em chia tiếp cho thừa số còn lại. Ở đây cái đầu tiên là các em chia cho 10 mũ 21. Thì 10 mũ 21 ở đây có 10 mũ 21 này. Số bị chia có 10 mũ 21 này. Các em chia cho 10 mũ 21 thì bằng 1 này. Được chưa? Rồi sau đó là các em lấy tiếp là 1.988.550 chia cho 6 thì nó bằng là 331.425. Đúng không? Vậy kết luận khối lượng của mặt trời gấp khoảng 331.425 lần khối lượng của trái đất. Tiếp theo em sang bài tập số 7. Đố cho biết 11 mũ 2 bằng 121, 111 mũ 2 bằng 12.321. Hãy dự đoán 1.111 mũ 2 bằng bao nhiêu, kiểm tra lại dự đoán đó. Trước hết là kem dự đoán, sau đó là kem kiểm tra. Kiểm tra bằng cách nào? Kiểm tra bằng cách là kem lấy 1.111 nhân với 1.111. Ở đây là mũ 2 thì các em viết dưới dạng tích là có hai thừa số 1.111. Rồi chúng ta sẽ phân tích quy luật này. 11 mũ 2 thì các em lấy 1 cộng 1 bằng 2. Các em cho số 2 ở giữa. Ở hai bên là các em sẽ giảm 2 xuống 1. 2 xuống 1. Rồi, 111 mũ 2. Ở đây có 3 số. 3 số 1. 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Các em cho số 3 ở giữa. Còn hai bên là các em giảm xuống. Xuống 2. Sau đó giảm xuống 1. 3, 2, 1. Rồi, 3, 2, 1. Bằng cách làm tương tự. Số 1111 có 4 chữ số 1. Đúng không? Có 4 chữ số 1. Các em viết chữ số 4 ở giữa. Còn hai bên là các em giảm xuống. Xuống 3, xuống 2 và xuống 1. 3, 2, 1. Rồi, 3, 2, 1. Đây là dự đoán. Còn kiểm tra lại thì các em làm thế nào? 1111 mũ 2. Số mũ là 2 thì các em viết dưới dạng tích là có 2 thừa số. Đúng không? Lấy 2 thừa số. Và sau khi thực hiện phép tính này chúng ta cũng được kết quả là 1.234.321. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.